Hôm nay, Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận hai cá thể voi nhà từ huyện Buôn Đôn và huyện Lắc tham gia vào mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi tại Vườn Quốc gia Gióc Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Hai cá thể voi nhà có tên Ta Nuôn là voi cái khoảng 40 tuổi và voi đực là Y Khun khoảng 45 tuổi. Trước đây, hai cá thể voi này từng cõng khách và làm việc quá sức tại các khu du lịch, nay được đưa về Vườn Quốc gia Gióc Đôn để chăm sóc nuôi dưỡng. Hai cá thể voi này được tham gia vào chương trình thúc đẩy du lịch thân thiện với voi, không cưỡi voi và nâng cao phúc lợi cho voi nhà ở Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, hiện Tổ chức Động vật Châu Á đã can thiệp phúc lợi với 12 cá thể voi, trong đó 8 cá thể voi đang tham gia vào mô hình trải nghiệm voi thân thiện tại Vườn Quốc gia Gióc Đôn. Đèo Prenn, thành phố Đà Lạt bắt đầu được nâng cấp mở rộng từ ngày 10 tháng 2 với quy mô 4 làn xe. Tỉnh Lâm Đồng đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công tại dự án này. Tính đến thời điểm này, thì công tác giải phóng mặt bằng, di rời, điện chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật đã bảo đảm yêu cầu đề ra. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn có tổng mức đầu tư là 550 tỷ đồng. Dự án dự kiến được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.